Năm 2023, công tác du lịch tỉnh Hưng Yên tiếp tục có bước phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Kết thúc năm, toàn tỉnh đã đón khoảng 800.000 lượt khách tham quan. Trong đó, đã đón 795.000 lượt khách nội địa và 5.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 700 tỷ đồng. Hiện nay, loại hình du lịch khai thác phát triển chủ yếu của Hưng Yên là loại hình du lịch tâm linh, gắn với các di tích lịch sử văn hóa, là thế mạnh được quan tâm khai thác và phát triển. Du lịch văn hóa tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công nhận 4 điểm du lịch gồm đền Đậu An, đền Đa Hòa, đền Phụ Ủng và Tinh Hoa làng nghề Việt, một khu du lịch cấp tỉnh là khu du lịch Phố Hiến. Năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch xúc tiến quảng bá du lịch, tích cực tham gia xúc tiến quảng bá du lịch trong tỉnh và tại một số tỉnh như Bình Thuận, Phú Yên, Khánh Hòa, Hà Nam, Quảng Ninh và Hà Nội. Phấn đấu năm 2024, toàn tỉnh sẽ đón gần 900.000 lượt khách. Thăm qua gian hàng của Hưng Yên thì tôi rất là ấn tượng. Tôi sẽ nhất là cái tiết mục và ca trù của Hưng Yên đấy, nó rất là đặc sắc và các đặc sản rất là thú vị. Và một ngày gần nhất tôi sẽ rủ bạn bè, đồng nghiệp về thăm các di tích lịch sử của Hưng Yên và thưởng thức các đặc sản của mình ạ. Mình cảm nhận là mình thấy cái nét văn hóa nó được mô phỏng ở cái gian hàng từ về hình ảnh, về những cái nét văn hóa, về âm nhạc, rồi từ sản phẩm, rồi đặc biệt là gà đông tảo là mình nghe rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay với trực tiếp là mình được cảm nhận nó rõ ràng hơn.